Hả? Nó nở được mấy con? Nhà Thịnh á? Ở nhà Thịnh đây á? Này đến ngày nở rồi à? Nở thì chắc nở thì ngon. Xám à? Vợ xám à? Gì? Là xám à? Đây đây. Vậy hôm đấy mày nó cũng bỏ vào luôn cho thầy. Quả trứng được 16 con à? Được, 17 con, 7 con, 7 con. Cắm vào cái áo kia sao? À, anh xem ạ, à, con này đòn thế. Sao ra chân đen nhỉ? Con này nó phải gà mình. Gà mày, gà đéo nào, đứa nào không. Có